bị bú cương giáp gần chuyển sang bú cổ thì có thể dùng cây xà đen để điều trị hiệu quả hay không? Và khi dùng cây xà đen thì có cần kết hợp với những vị thuốc nào nữa hay không? Bạn Trang ở Singapore có hỏi. Xin chào Thảo Dược Đức Thịnh, mình mới biết được cây xà đen qua Google. Hiện nay thì mình đang đi công tác ở nước ngoài, mình chưa thể về mua thuốc ngay được. Nhưng do công việc căng thẳng nên mình bị bú cường giáp, đã có bú cổ nhưng không to lắm. Có thể cho mình biết là sử dụng cây xà đen thì có thể điều trị được bệnh bú cổ hay không, hay là dùng cây thuốc nào? Với mình biết thì cây xà đen chỉ có hiệu quả cho việc hỗ trợ và điều trị ung thư. Hiện nay thì mình đang sử dụng thuốc Tây, mình có thể vừa kết hợp thuốc Tây và thuốc Nam có được hay không? Chào bạn, đối với bệnh bú cường giáp là một dạng của bệnh bú cổ, do vậy thì bạn sử dụng cây xà đen thì sẽ cho hiệu quả rất là tốt. Thực tế thì đã có rất là nhiều bệnh nhân sử dụng cây xà đen để điều trị bú cường giáp và cho hiệu quả rất là cao. Đối với bệnh bú cổ thì cây xà đen cũng có tác dụng là tiêu bú rất là tốt. Để điều trị bệnh bú cổ hiệu quả thì bạn nên kết hợp cây xà đen với quả kế đầu ngựa với liều lượng sắc uống hàng ngày như sau. Cây xà đen 30g, cây cải trời 30g và quả kế đầu ngựa 10g, sắc với 1 lít nước và uống thay nước trong ngày. Bạn nên dùng liên tục khoảng từ 2 đến 3 tháng thì sẽ có chuyển biến rất là tốt. Hiện tại thì bạn đang ở nước ngoài công tác, khi nào bạn về nước thì bạn hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline bên dưới để được nhân viên tư vấn và giao hàng tận nơi. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn.